13 câu nói từ tâm của Thầy Thích Minh Tuệ. Sở dĩ mấy ngày nay dân chúng và mạng xã hội dần dần với hiện tượng Thầy Thích Minh Tuệ là do người ta quá chán ghét, quá mất niềm tin vào những thứ như Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Chân Quang, Thầy Thích Nhật Từ, nên gặp người như Thầy Thích Minh Tuệ thì họ tin và yêu quý thôi. Thầy Thích Minh Tuệ không tự nhận là sư, là thầy gì hết, tự tu tập, không xin tiền của ai, ai tự theo thì theo, ai tự rời đi thì đi, không lôi kéo, không dắt mũi ai. Sau đây là 13 câu nói của Thầy Thích Minh Tuệ mà chúng ta phải suy nghĩ. Thứ 1, con đi tu là để cầu giải thoát. Thứ 2, hàng ngày con chỉ xin ăn một bữa, con không nhận tiền của ai. Thứ 3, y áo con mặc là may từ vải con nhặt từ nơi nghĩa địa, ven đường, thùng rác. Thứ 4, bình bát là con chế từ nồi cơm điện người ta cho con. Thứ 5, đời là vô thường, sống nay chết mai đâu ai biết, nên con phải sớm đi tu. Lỡ mai chết mất thân này thì con đâu còn cơ hội để tu. Thứ 6, con mong sớm thành chánh quả để con báo hiếu cho cha mẹ. Thứ 7, giờ đây con coi mọi người đều là anh em, cha mẹ con. Thứ 8, trong lòng con không còn ích kỷ, thù hận, con coi tất cả mọi người trong thế gian đều bình đẳng. Thứ 9, giờ nếu anh có chửi con vẫn coi anh là bạn. Thứ 10, người ta có đánh con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ. Thứ 11, mọi người hãy cố gắng giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống bia rượu. Thứ 12, con nguyện ước chúc cho mọi người được hạnh phúc. Thứ 13, mọi người đừng lạy con mà hãy lạy Phật, Pháp, Tăng nhỉ. Cảm ơn các bạn đã nghe, like và chia sẻ nhé.